cách tình yêu. Đi ăn thử bà đỏ với mình nha. Đây là một trong những cái quán nổi tiếng nhất về các món bánh Huế. Nhà mình thì lâu lâu mới có dịp đi Huế một lần, nhưng mà lần nào ra cũng phải ghé bà đỏ để ăn cho bằng được cái mâm bấm đồ chén này nè. Bánh bột lọc ở đây thì cũng ngon, nhưng mà cũng không có quá đặc biệt. Nó cũng theo cái dạng mà dai cứng cứng á mọi người. Còn bánh bèo chén thì đặc biệt là siêu ngon nha. Tại vì lớp bột ở đây nó mềm mỏng, mọi người nhìn nè, và rất là thơm nữa. Nem lụi ở đây thì to, được cuốn chung với sả rất là thơm. Ăn thì ngon nhưng mà không có gây thương nhớ bằng nem lụi ở bên Lạc Thiện. Vậy mới nói là nhiều khi nhỏ nhỏ chứ có vỏ à hen. À, hồi nãy quên nói với mọi người là cái nhân bánh bèo chén ở đây nó có một cái đặc biệt là nó làm bằng tôm tươi mà khô lên đó mọi người, nên nó rất là ngon và thơm. Bánh nậm thì có cái phần bột rất là mềm mịn, nhưng mà cái phần nhân thì theo mình là chưa có đặc biệt lắm, nhưng mà ăn thì vẫn là ngon. Cho nên là khi mọi người vô đây thì tranh thủ gọi mấy cái món mà liên quan tới bột gạo, như là bánh bèo chén hoặc là bánh ít trần. Bánh ít trần ở đây thì cái lớp bột ở trên nó rất là mềm, dẻo và thơm, còn cái bột ở dưới rất là giòn. Nhớ thử nha.